nữ tính lắm đó nha. Với nhà với nhảnh như con cá cảnh. Anh đang đứng ở sân khấu Lan Anh trong chương trình Sia Show. Và hôm nay là chương trình tuổi teen, cho nên Phương Thanh mặc một cái váy mà Phương Thanh bước vô ai cũng hết hồn. Ủa sao con gái dữ vậy? Thế đó là thì tùy chương trình mình mặc đồ thôi. Với chương trình người lớn thì mình mặc váy dài cho lịch sự, còn tuổi teen mặc thoải mái, quậy thoải mái. Các bạn thấy bộ đồ cũng được đó chứ ha. Sau một số hát ngoài sân khấu và bây giờ là chị sẽ vào trong hát trong phòng trà, và em đi vào với chị xem chị hát ở phòng trà nó khác ở ngoài sân khấu như thế nào. Và chị báo trước là phòng trà tới khoảng 20 bài, còn sân khấu có 2 bài. Ok. Rất sẵn sàng nha. Đây. Thiệt luôn á, nghe nó rè quá. Từ từ là chị lấy lại được giọng mà. Kỳ hay lạ, ta càng ngày người ta càng rè đi, chỉ càng hát thì tự nhiên hồi hết càng tiếng. Chiều một mình trên phố, tâm hồn lạnh lùng buốt giá. Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây. Đêm về trần trọc. Phương Thanh đang ở một chương trình rất là quan trọng, hát hai tiên concert, nhưng mà có một điều là có một mình Phương Thanh là nhỏ tuổi nhất trong đây, còn các bạn là toàn mười mấy tuổi thôi. Phương Thanh nhỏ hơn các bạn một nửa số tuổi, và ai cũng thắc mắc là tại sao á Phương Thanh lớn rồi mà Phương Thanh cứ được mời vô những chương trình nhỏ xíu như vậy. Phương Thanh nghĩ là đó là một cái niềm vui, thứ hai đó là chắc là thấy Phương Thanh trẻ các bạn nên mời vô cho nó vui. Đang ngồi ở Bình Quế. Hôm nay chương trình ca múa nhạc kỷ niệm 10 năm nhớ Trịnh. Và hôm nay với một cái tinh thần là hát nhạc Trịnh
với một không khí rất là mộc. Thì Phương Thanh cũng mặc một cái áo dài tím cho nó lãng mạn. Và Phương Thanh sẽ hát bài Tuổi Đã Buồn. Dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Ở ngoài trời thì hôm nay dự định là 7 giờ là hát, nhưng mà mới có 6 giờ, gần 6 rưỡi là trời đã mưa rất là to. Và bây giờ là hình như là đã hơn 8 giờ và chương trình vẫn chưa được mở màn. Nhưng mà Phương Thanh thấy là các anh chị em nghệ sĩ và khán giả vẫn chờ cho trời hết mưa. Rồi các ca sĩ hát và khán giả vẫn còn ở lại rất là đông. Hy vọng là trời sẽ hết mưa để các anh chị nghệ sĩ được diễn và Phương Thanh được hát bài Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang từng ngón tay buồn em mang. Trời vẫn còn mưa rất là to. Chắc nửa tiếng nữa mới được hát.